Hello, xin chào cả nhà. Nhân lại tiếp tục làm một cái video nữa để chia sẻ với tất cả người khách hàng mình một cái vấn đề, đó chính là có nên giao dịch hoặc là có nên chơi với cò đất hoặc là sẽ mất công sản hay không. Thì Nhân sẽ phân tích một cái lợi và một cái hại của đó để cho cả nhà mình xem. Thì giống như một cái câu chuyện mà bên tụi giống như Nhân á, thì tự chế ra, tức là nếu như người bác sĩ á, thì trong đầu họ luôn luôn họ lúc nào họ cũng mong là có người bệnh, tức là họ mong cho mình bệnh để họ chữa bệnh. À, cứ mỗi sáng mà mấy cái chỗ tư nhân á, mỗi sáng mà mở ra là cứ đốt nhang cho thằng tài thổ địa trước, giấy hôm nay cho có người bệnh. À, còn nếu như là thợ sửa xe thì họ sẽ khấn vái là hôm nay cho có nhiều người lủng bánh xe hoặc là hư xe để mà họ có thể là hành nghề và có tiền, hoặc là những cái nói chung là nhiều nhiều vấn đề khác nhau. Nhưng mà chỉ có riêng là cái người mà sale bất động sản thì luôn luôn lúc nào cũng mong cho khách hàng mình sẽ giàu có và sẽ có tiền để mà mua nhà mua đất. Cho nên là người sale bất động sản và cái người cò họ phải nói là rất có tâm, đúng không ạ? Thì Nhân sẽ nói về cái hại trước đi, cái hại trước đi rồi sau này sẽ tới cái lợi. Thì cái hại mà nếu như mà mình mua nhà đất á, mà thông qua cò đất á, hoặc là thông qua sale đó, thì bất cứ một cái nghề nào cũng vậy, là sẽ có những người xấu và có những người tốt. À, cho nên là nó sẽ rẽ ra hai hướng khác nhau. Thì khi mà những bạn bán hàng mà không có tâm, kêu bằng cái kiểu mà bán hàng bất chấp đó cả nhà, bán hàng bất chấp ở đây tức là chỉ cần cái người khách hàng đó họ mua cái sản phẩm cho mình và mình có tiền có hoa hồng là ok rồi, còn cái chuyện sau này là cái chuyện của họ mình không quan tâm. À, thì đó là những bạn bán hàng mà không có tâm. Thì Nhân sẽ nói chung chung thôi nha, tại vì nhiều khi nói về cái nghề của mình đó thì nó cũng hơi đụng chạm một chút xíu, cho nên là mà thôi kệ, sự thật là lúc nào nó cũng bích lòng, nhưng mà thà bích lòng trước và được lòng sau. Dạ, thì nó sẽ xảy ra những cái vấn đề là như Nhân nói. Thì những cái bạn bán hàng như vậy đó, thì những cái khách hàng sẽ gặp những cái trường hợp chẳng hạn như là khi mà đầu tư rồi đó, mua những cái sản phẩm nó bị hớ giá, tức là mua cái giá nó cao hơn thị trường quá nhiều. Cái thứ hai là nếu như mà mua đầu tư đó thì lại bán hàng không được, không có ra hàng được, thì nó cứ chôn vốn nó hoài luôn đó. Thì đó là những lúc đó thì những cái khách hàng mình sẽ bị gặp những cái khó khăn rất là nhiều, nếu như mà cái người nào mà có cái tiền nhàn rỗi mà mua không nói nha. Mà còn những cái khách hàng nào mà mình mua mà kiểu quay tiền bạn bè hoặc là quay tiền ngân hàng mà mình mua bất động sản, khi mà nó bị kẹt vốn mà mình muốn ra hàng mà ra không được đó, thì lúc đó là rất là khốn khó nha cả nhà. Nó rất là nhiều trường hợp. Hoặc là nếu mà mua để xây nhà, mua xây nhà thì có những cái trường hợp mua đất xong lúc mà muốn xây nhà thì lại xây không được. À, cho nên là rất là khó khăn. Thì cái kiểu là Nhân nói đúng là bán hàng theo kiểu bất chấp đó. Và cái lợi thế, nếu mà nói về cái lợi thế thì nó rất là nhiều lợi thế. À, sẽ có những bạn bán hàng họ sẽ tư vấn cho mình rõ ràng, ví dụ như mình ở thì mua được những cái lô đất mà xây dựng là nó dễ dàng, là xây dựng tự do, nó không có rò bó hoặc là nó không có bị cái kiểu như là bắt buộc phải xây trệt lầu trệt hai lầu mà không có nói trước. Tức là khi mua thì nói anh chị xây nhà sao cũng được, mà khi mua rồi á, lúc muốn xây á, báo với công ty á, hoặc là xin giấy phép của nhà nước á, thì chẳng hạn như lúc đó có khoảng 300 triệu hoặc 400 triệu xây cái nhà cấp 4 thôi, nhưng mà tới chừng đó là rồi đó là cái khu của mình á là nó bắt buộc xây dựng, thì lúc đó là lại bị nằm mì đó, không có tiền xây. Thì nó có nhiều cái lợi thế nha cả nhà, chứ không phải là một cái đâu. Thì chẳng hạn như là khi mà những bạn bán hàng có tâm á thì sẽ tư vấn cho mình được những cái chỗ ở tốt nè, rồi nếu như mình đầu tư thì ra hàng được nhanh đó, ra hàng được rất là nhanh. Và Nhân cũng có một cái lời khuyên cho tất cả người khách hàng, cho cả nhà mình á, là mình hãy
nên chơi thân với một cái bạn sale bất động sản. Mỗi khu vực sẽ là chơi thân với một bạn, chơi thân với một người nào đó. Tại vì sao? Tại vì nếu như mình là nhà đầu tư á, thì có những cái trường hợp chẳng hạn như là có những khách hàng đi đầu tư mà tối ngày cứ bỏ thời gian ra đi tìm, đi kiếm, nhưng mà cuối cùng rồi là cũng nó cái kiểu như nó mệt mỏi quá rồi thì nó có những cái quyết định nó không sáng suốt, thì mua những cái bất động sản thì nó không có được ổn cho lắm. Đó. Thì có những cái khách hàng người ta là chỉ cần ở nhà thôi, và mỗi một cái khu vực chẳng hạn như là ở Đồng Nai rồi Bình Dương hoặc là Long An hoặc là thành phố Hồ Chí Minh, thì mỗi khu vực như vậy á là sẽ có một cái bạn chuyên về cái khu vực đó. Đó thì chỉ cần mà họ mình đầu tư lướt sóng đó nha, chỉ cần mà họ có một cái lô đất nào đó hoặc là có một cái vị trí, một cái sản phẩm nào đó mà nó đẹp, mà nó hợp với cái túi tiền, bởi vì thân với bọn em rồi thì bọn nhân sẽ biết được là khách hàng mình là cần cái vị trí như thế nào, rồi cái tài chính là bao nhiêu, thì nhân sẽ hoặc là những bạn khác sẽ giới thiệu cho mình những cái sản phẩm đó. Và hầu như là những cái sản phẩm đó là cái kiểu như là những cái khách hàng, những cái chủ đất hoặc là chủ nhà đó, người ta bị kẹt tiền kẹt vốn, là mình mua những cái vị trí đó là có thể là cái dạng như mình mua xong rồi mình lời liền đó, thì nó rất là hay. Còn có những cái khách hàng mình gấp gáp quá, mình cứ tối ngày cứ tìm kiếm hoài và cuối cùng nó không thành việc đó. Cho nên là nhân khuyên một lời là mình hãy chơi với cò đất hoặc là sale bất động sản, sale đất nhiều vào, tức là mỗi một khu vực là mình sẽ có một người rất là lợi thế cho mình đó, để mà mình có thể kiếm được những cái mảnh đất mà cái dạng như đầu tư lướt sóng, là mua vào là lời ngay đó. Thì nhân tóm lại hai cái là cái gì cũng vậy, bất cứ một cái ngành nghề nào cũng vậy, nó đều có hai mặt của nó, chứ không có cái nào mà tốt không, không có cái nào mà xấu không. Thì mình khi mà xem được những cái video của nhân chia sẻ đó, thì mình sẽ chiêm nghiệm lại cái vấn đề để mình ra được quyết định được những cái sản phẩm và những cái vị trí hoặc là những cái giá cả mà nó hợp với thị trường. Rồi nhân xin chào cả nhà mình và nhân hẹn cả nhà mình ở video sau nha, và nhớ hãy nhấn nút đăng ký kênh của nhân để xem những video sau của nhân. Rồi nhân xin chào.